Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt của M2 Deal Channel. Như các bạn đã biết, vào một đêm tháng 7 tĩnh lặng, trời không trăng không sao, một tên trộm nguy hiểm tên là Konami đã đột nhập vào nhà của các bài thủ và cướp đi một số lá bài quan trọng. Không những vậy, hắn còn để lại một số thứ khác nữa. Vậy thì tên trộm nguy hiểm này đã lấy đi những gì và để lại những gì? Chúng ta hãy cùng điểm qua ban list mới nhất của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm qua những lá bài được thả tự do trong ban list lần này. Tin vui cho những bạn chơi Weforce. Sau vài mùa meta, cuối cùng thì lá bài Weforce Scout cũng được thả ra tự do và được sử dụng 3 lá trong bộ bài. Đây là một lá bài cực kỳ quan trọng, có khả năng giúp chúng ta tìm và thêm những lá bài Weforce khác trong bộ bài lên tay. Nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại có còn ai chơi bộ bài Weforce nữa hay không? Luster Pendulum The Draco Slayer. Đây là một lá bài cực kỳ quen thuộc trong các bộ bài Pendulum thời bấy giờ. Đó từng là lá bài không thể thiếu khi mà mình còn chơi bộ bài Ignite hay là đối với những bộ bài Pendulum khác. Hy vọng là đến bây giờ thì Luster Pendulum vẫn còn được trọng dụng. Kẻ khủng bố nhất trong số những con rồng băng, Trishula, Dragon of the Iberia, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự kìm hãm của Konami, có thể loại 3 lá của đối phương ra khỏi cuộc chơi. King Ghidorah phiên bản Yu-Gi-Oh! Liệu có còn chút quyền năng nào sau nhiều năm ngủ yên trong lớp băng dày? Darkhorn, ma pháp khủng bố cho phép tiêu diệt toàn bộ quái thú ở trên sân. Với ban list lần này, chúng ta có thể sử dụng 3 lá trong bộ bài để giải phóng sân chơi mỗi khi cảm thấy bế tắc. Monster Gate, đây là một ma pháp cho phép chúng ta làm mới sân chơi bằng cách hiến tế một quái thú trên sân và gọi ra một quái thú mới từ trong bộ bài. Đây là lá bài đã đưa bộ bài Infernoid lên vị trí đỉnh cao, không biết bây giờ thì lịch sử có được lặp lại hay không? Gọi nhiều nhất có thể những quái thú lửa có sức thủ 200 từ dưới mộ lên sân chơi. Mình chắc chắn rồi, cái Linh nhất định sẽ được trọng dụng và gây sốt, bởi vì trong thời đại Linh bây giờ, người chơi cần nhất đó chính là quái thú. Ma pháp Super Polymerization hiện đã được tự do hoàn toàn. Với khả năng cho phép sử dụng quái thú đối phương làm nguyên liệu dung hợp, có lẽ các người chơi sau này phải cực kỳ thận trọng và đắn đo suy nghĩ trong việc triệu hồi quái thú. Solemn Judgment, hy sinh nửa điểm gốc để ngăn chặn sự triệu hồi quái thú hoặc là hiệu ứng của ma pháp cạm bẫy. Đây là lá bài Solemn có tuổi đời lâu nhất và có lẽ là Konami đã cảm thấy Solemn Judgment không còn đủ nguy hiểm để phải nằm trong ban list nữa. Và đó là danh sách những lá bài được thả tự do trong ban list lần này. Kế tiếp, chúng ta sẽ đến với danh sách những lá bài chỉ được sử dụng 2 lá trong bộ bài. Bộ bài Danger lấy ý tưởng từ những truyền thuyết quái thú trên thế giới cũng đã bị gọi tên kha khá. Danger Nessie với khả năng tự triệu hồi hoặc là lấy một lá bài Danger tùy ý từ trong bộ bài lên tay. Quái thú Danger Chucklup với khả năng tự triệu hồi hoặc là gọi một quái thú Danger khác từ bộ bài ra sân. Hoặc là Danger Tuchinoko thì cho dù có kích hoạt hiệu ứng thành công hay không, quái thú này chắc chắn sẽ lên sân. Tuy là vẫn còn có thể sử dụng 2 lá trong một bộ bài, nhưng bài lý lần này vẫn khiến cho những bài thủ sử dụng Danger cảm thấy lao đao. Sau khi bị thay đổi hiệu ứng, Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End đã mất đi sức mạnh vốn có của mình. Tuy đã được giảm án từ sử dụng một lá tăng lên thành 2 lá, nhưng lá bài này vẫn khiến cho các bài thủ đắn đo suy nghĩ xem liệu rằng có nên bỏ lá bài này vào bộ bài để chơi hay không. Không quá phụ thuộc vào Extra Deck hay cơ chế Link Summon, việc Eder the Heavenly Monarch được buông lỏng giới hạn từ một lá thành hai lá có lẽ sẽ là tin vui cho tất cả những người chơi Monarch. Elemental Hero Kratos sau một khoảng thời gian dài bị cấm thì đã được cho chơi một và bây giờ là hai lá. Những bộ bài Hero bây giờ đều đã được nâng lên một tầm cao mới, cho nên việc Kratos được thả ra là một điều hiển nhiên. Có thể đây chính là một chiêu kích thích để những người chơi có thể quay lại với những bộ bài Hero. Từng làm meta một thời với cách chơi cực kỳ độc đáo là sử dụng những quái thú khác làm trang bị cho mình. Liệu rằng việc Injector Dragonfly được thả hai lá có đủ để cho bộ bài Injector trở lại với cuộc đua hay không? Performance Damage Juggler là một lá bài bảo kê tận răng người chơi, có thể ngăn chặn các thiệt hại gây ra bởi chiến đấu hoặc gây ra bởi hiệu ứng. Ngoài ra lá bài này còn có hiệu ứng thêm bài lên tay nữa, đúng là một lá bài hữu dụng mà. Surit, Trigis of the Necrot hiện đã được thả từ một lá thành hai lá. Nhờ đó mà khả năng triệu hồi Retour của bộ bài Necros đã trở nên linh hoạt hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để đạt đến như hồi đỉnh cao phong độ. Tin vui cho những bạn sử dụng bộ bài Raykeeper, đó là ma pháp Royal Tribute hiện đã được tăng từ 1 thành 2 lá. Nếu như có Necro Valet ở trên sân, bạn có thể loại bỏ hết quái thú trên tay người chơi xuống mộ. Đúng là một lá bài tuyệt vời mà.
Và đó là danh sách những lá bài được phép sử dụng 2 lá trong bộ bài. Kế tiếp sẽ là danh sách những lá bài chỉ được sử dụng 1 lá. Lá bài đầu tiên là Answer Gate Multifaker, chủ lực của bộ bài Answer Gate. Lá bài này có khả năng tự triệu hồi đặc biệt bản thân và kéo theo một lá bài khác từ trong bộ bài ra sân. Việc chỉ còn sử dụng được một lá trong bộ bài đúng là một phát chí mạng dành cho những người sử dụng bộ bài này. Digesto Emerald hiện đã được sử dụng một lá sau khoảng thời gian dài bị cấm. Với khả năng triệu hồi đặc biệt quái thú từ dưới mộ hoặc là thu hồi quái thú để rút bài, mình chắc chắn là Digesto Emerald sẽ được ưa chuộng trở lại. Sky Striker Mecha Module Multiron hiện đã theo bước chân của Kagari và Hornetron đến với vùng đất bị xa lánh. Bằng với việc là có 3 lá bài bị lái mịch, chắc chắn là bộ bài Sky Striker hiện đang lâm vào tình trạng cực kỳ là khủng hoảng. Sân khấu của các cô nàng idol Tristar, Lightstay hiện đã bị giảm xuống còn 1 lá mà thôi. Có lẽ bởi vì nhân vật Blue Angel trong hoạt hình đã đổi bộ bài cho nên là độ hot của các cô nàng Tristar cũng giảm dần. Ơn rời Ruler đây rồi. Sau ngàn năm yên nghỉ thì quái thú Dragon Ruler đầu tiên Tempest Dragon Ruler of Storm hiện đã được giới hạn còn 1. Và có thể nói đây là một tín hiệu đáng mừng cho những người đang mong chờ sự trở lại của bộ bài này. Bộ bài Meta cực hot Salamandrid hiện đã bị hit một cách thảm thương khi mà hai lá bài cực kỳ quan trọng, đó là Salamandrid Gazelle và Salamandrid Circle đều bị giới hạn lại 1. Salamandrid Gazelle thì có khả năng là gửi quái thú xuống mộ, tạo combo để triệu hồi quái thú linh. Còn Circle thì có khả năng thêm bài lên tay hoặc là bảo kê quái thú linh. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một mùa meta mới bắt đầu. Hello, những người sử dụng cặp đôi quái thú White Dragon Weaver Buster và Black Dragon Collapsible hiện vẫn đang ngỡ ngàng vì bị một cú trời giáng khi đang sử dụng 3 lá thì đùng một phát chỉ được sử dụng 1 lá mỗi loại mà thôi. Mình nghe nói là Konami sắp tung ra một bộ bài mới liên quan tới các quái thú ánh sáng và bóng tối. Liệu rằng có phải là bộ bài đó quá mạnh tới nỗi mà ngay từ bây giờ Konami đã bắt đầu hành động và giới hạn chúng lại hay không? Những ngày qua, bộ bài xoay quanh ma pháp môi trường Mystic Mind đã khiến cho người chơi đánh mất cả nhân phẩm và liêm sĩ của bản thân mình. Bằng cách giới hạn lại những lá bài có khả năng lấy môi trường một cách nhanh nhất là Terraforming và Metaverse, đây sẽ là cơ hội để các bạn tìm lại chính mình và làm lại cuộc đời. Hãy tỉnh ngộ đi! Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của ban list, đó là danh sách những lá bài không được dùng bất kỳ lá nào trong bộ bài. Trong ban list lần này, chúng ta chỉ có 2 lá bài bị cấm mà thôi. Lá bài đầu tiên đó chính là Eclipse Wyvern. Hiệu ứng của quái thú này cho phép chúng ta loại bỏ rồng từ bộ bài ra khỏi cuộc chơi hoặc là lấy chúng từ khu vực bị loại bỏ về tay. Quái thú này cực kỳ thích hợp cho các bộ bài Chaos liên quan tới các quái thú ánh sáng và bóng tối, cũng giống như là White Dragon Weaver Buster và Black Dragon Collapsible. Đây có thể là động thái cho thấy là bộ bài sắp tới sẽ cực kỳ mạnh, hoặc đơn giản là Konami chỉ muốn chúng ta không được sử dụng lại những lá bài cũ này mà phải bắt buộc mua những lá bài mới của họ mà thôi. Lá bài kế tiếp và cũng là cuối cùng đó chính là The Phantom Knight of Rusty Bardic. Sau sự ra đi của The Phantom Knight Run Up Magic Cloud thì người chơi Phantom Knight gần như là đã muốn buông xuôi. Tiếc nuối nhưng mà họ vẫn vượt qua được. Nhưng với ban list lần này, tia hy vọng cuối cùng, quái thú linh duy nhất của họ đã cất bước ra đi. Quái thú này mang trong mình một khả năng toàn diện, có thể gửi quái thú từ bộ bài xuống mộ để up một lá bài ma pháp hoặc là cạm bẫy trực tiếp từ trong bộ bài ra sân. Ngoài ra quái thú này còn có hiệu ứng tiêu diệt bài ở trên sân nữa. Với một chủ lực như vậy mà bây giờ lại bị cấm thì có thể nói đây chính là kết thúc dành cho Phantom Knight. Và đó là những lá bài bị cấm trong ban list lần này. Cảm giác của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Hãy nhớ like, share, subscribe và ấn vào cái chuông để trở thành những người đầu tiên xem những video mới nhất tại M2D Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.